Hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình. Là mình đây từ đường phố đây, rất vui khi gặp các bạn ạ. Xin chào tất cả anh em game hạt tặng đại chiến nha, là mình đây từ đường phố đây, rất vui các bạn nha. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì trước khi bắt đầu video thì chúc anh em xem video vui vẻ, đừng quên để lại mình một like và share thế năng cái kênh nha, nếu có phải mình xin mời rất nhiều. Và rất được mong được anh em đi qua để lại cho một like và một đăng ký để giúp kênh sớm đạt 40.000 người đăng ký ạ. Cảm ơn rất nhiều. Ok, quay trở lại video cuối tuần ngày hôm nay thì mình cũng đã thông báo với anh em rồi. Thì mình đang có một cái series tặng cò đe ở video trưa đấy anh em. Bạn nào chưa xem thì có thể vào xem và tham gia nhé. Ở đâu ở video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua quà của Lami mới phát anh em, và cùng nhau đi săn code hốt quà mới của Lami. Đồng thời mình cũng sẽ công bố sự kiện tặng gift code của ngày hôm qua. Đó, bác nào may mắn thì nhắn tin cho mình. Ok, giờ thì không dài dòng anh em, chúng ta cùng nhau let's go nào các bạn. Ok, đầu tiên thì chắc chắn phải nhắc đến quà rồi các bạn, từ từ. Rồi. Đây anh em. Đây, quà đầu tiên thì đang nhận 3 ngày nhận mất rồi, Minh Hoàng anh em tranh thủ nhá. Hôm nay ngày thứ 2 rồi, ngày mai nữa một cháu đấy. Đây thì Lami của chúng ta đã phát cho chúng ta hai quà rồi, tên là quà tiêu diệt boss end các bạn. Quà này á là cái quà mà anh em đi đánh hôm đánh ở buổi livestream đấy các bạn, Ở đâu quà đặt mốc live share clip Minh Hoàng á thì là cái hôm qua mình tổng kết cho anh em đấy. Là Nami phát quà luôn, khá là ngon, nói chung là phát luôn thì ngon rồi anh em. Giờ thì không dài dòng, các bạn nhận quà về luôn ạ. Ui, tuyệt vời. Đấy, từ từ trước khi công bố event hay gì để mình đi phát thùng bia luôn anh em nhé. Mình đang có hơn 30 thùng đó. Ui, trời ơi, cái gì vậy trời? Phê quá các bạn ơi, phê quá. Tình ngủ đâu các bạn, tình ngủ luôn. Một phát tới tận óc luôn các bạn, trời ơi, đang cần. Đang trong cái nút dầu sôi nửa bỏng, đang cần thiết như thế này thì nó ra thì đúng gọi là không còn từ gì để miêu tả nữa anh em. Quá ư là tuyệt vời. Rồi, mà mới có đủ phút không, thiếu phút thì nó lại sấp mặt các bạn. Thêm 5 thùng bia nè. Ok, tiếp theo mình sẽ đi mở tướng các bạn. Đồ phi Sanji, trời ơi Sanji làm gì. Kuma Zoro cũng được anh em. Sen thì làm gì. Từ để mình kiểm tra qua xem mình đúng phút không đã anh em. Thêm một cháu Sapo nữa rồi. Như bữa mình nhớ nhà mình phải phút ở ạc này rồi. Từ để kiểm tra qua đã anh em. Đang nóng quá. Ui. Trời ơi, bây giờ sao đủ lưng lên E3 đây anh em. Lên E3 còn mấy phút, 3 phút à. 3 phút để tí mình kiếm sao. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi săn quà của Lami mới anh em nhé. Sau đó mình sẽ công bố event, sau đó quay về chơi tiếp tục con nạc mình các bạn. Ok, tiếp tục sự kiện nào anh em. Đầu tiên thì đó là đây này, Nami vừa phát hiện quà này, là quà đây này anh em nhé, dành cho bạn nào mà không để ý này, không biết khi này không biết là quà ở đâu. Đấy, nhưng mà Nami còn chưa phát quà vòng 8 nha anh em nhỉ. Đấy, ở đây chúng ta có hơn 60 thùng bia anh em. Đây này, boss cặp đấu anh em. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục nhá. Hôm nay thì chúng ta đến vòng bữa là ấy rồi anh em. Hôm nay thì mình chọn đến tứ kết các bạn, tứ kết trận đấu ngay thì bắt đầu của HTC Blade đấu với Sanit Hell ở 90 à. Công là bên trái của bên phải anh em. Mình chọn đến 11 giờ ngày hôm nay sau khi dự đoán. Cái này có công bố thời gian livestream, Nami có thông báo livestream mấy giờ không? Không anh em. Bình chọn này nếu anh em mình chọn đúng á thì mỗi trận đấu bình chọn đúng các thuyền trưởng được cho mỗi trận đấu. Ui. Vậy là nếu như anh em mình chọn đúng là các bạn sẽ có được 100 mảnh SL tùy chọn ngẫu nhiên L1 anh em, và hai lĩnh chỉ 6 sao quá ngon nhá. Anh em mình chọn cho chuẩn này. Ở đây thì mình điểm qua xem là anh em thả mặt cười hay là tim nhiều nè. Theo mình thì chắc chắn là mặt cười rồi. Đấy, theo mình thì chắc chắn là mặt cười rồi anh em. Ok. Rồi. Một sự kiện anh em. Tiếp theo thì đến với phần công bố kết quả event tặng gift code ngày hôm qua anh em nhé. Ok, đây anh em. Đây. Đấy, bác nào chưa tham gia, bác bạn nào mà chưa xem được tham gia các event lần trước thì bạn vào tham gia event tặng hải tặc đại chiến ở ngay video trưa nay của mình như này. Ok, còn đâu giờ chúng ta sẽ công bố kết quả của event tặng ngạc qua mình tặng ở video sự kiện hot qua như tặng ở buổi video buổi sáng phải anh em. Ok, giờ mình sẽ cùng bạn đi ở đây tặng cốt anh em, tặng cốt hải tặc đại chiến rồi. Ok, chúng ta cũng đi công bố video này nha anh em nhé. Ok, được 95 được bình luận cho đây có cả của mình nữa rồi. Ok, chúng ta cũng đi vote nào anh em. Tiếp tục hành trình đi tìm người trúng giải lần này anh em. Đấy, lần này sẽ là bác nào đây? Lạp nào?
bắt đầu đấy. Ui, trông vậy mà 178 bình luận mới là chuẩn các bạn nhá. Rồi, ok. Tổng này có 5 người đúng không anh em? Hôm nay sẽ là 5 người. Bắt đầu nào. Bạn đầu tiên là bạn gì đấy? Của U O Quốc à? Quất. Ui. U O U O tờ gì? Các bạn nào đọc được không? Bạn nào đọc được comment phát nào. Mấy bạn đừng ghi lại y chang này cho người nha anh nhá, thì bó tay luôn. Chào anh, ok, chào em, những cái tên em khó đọc quá, nhưng bạn trúng thưởng thì nhắn tin cho Facebook mình nhá. Facebook mình có để dưới phần mô tả đấy, một bạn này. Người thứ hai, Ngọc Đố anh em. Mong là mình nha. Đây rồi bạn ơi. Đấy nào bạn rồi, bạn nhắn tin Facebook cho mình đi để lấy cốt nha. Người thứ ba nào. Lại họ Đố tiếp anh em. Ôi, hôm nay anh em nhà Đố ngon nhỉ, cho em với anh ơi. Ok em, đây, cho em luôn. Đấy, nhắn tin Facebook cho anh nhá. Rồi anh em, tiếp tục nào. Thứ ba đúng không? Tục bạn thứ 4 nào. Đạt Anh Core 504 2021. Core nào? Core mới à? Ok, nói chung thì chúc mừng em nhá. Nhắn tin cho anh. Rồi bạn cuối cùng đây anh em. Tâm Ngô 1 chấm. Ok, như bạn này mình trả lời 1 phải thì phải. Ok, vậy là chúng ta tìm được 5 bạn trúng giải gift code này của mình rồi. Bạn nào mà chưa tham gia thì vào video mới để tham gia nhận thêm gift code nhá. Còn đâu anh em đã trúng code rồi thì nhắn tin Facebook cho mình. Cảm ơn rất nhiều. Ok, giờ chúng ta quay trở lại video ngày hôm nay nào. Quay trở lại con nào của mình nào anh em. Ok, quay về con nạc mình nào các bạn. Ui, sao một hồi vất vả cày cuốc các kiểu anh em. Giờ không đủ nguyên liệu để quay cho anh em xem rồi. Đầu tiên thì mình sẽ đổi đây đến 1 phút này đây anh em. Đây. Ui, vừa đủ luôn các bạn. Trời ơi, sấp mặt luôn chứ phải không anh em. Tiếp theo ta lấy một cháu sapo trong túi anh em. Chưa như anh em bảo đang đông thì sao nát quá. Đây anh em, dùng lấy một cháu sapo. Ok. Từ tiên mình đi xem nào, em nhắc mà nhớ mình quên còn cái này chưa làm nữa anh em. Thôi được 1m2 kim vàng tính sau đi các bạn. Rồi, hôm nay thì chúng ta chính thức có một cháu sapo 10 sao âm E3 anh em nhá. Đấy, chính thức có một cháu sapo E3 anh em. Vừa đủ hết luôn mọi thứ các bạn. Sắp mặt lên luôn ạ. Ok, thức tỉnh cho sapo nào. Đấy, lên E3 khác ngay anh em, khỏe hẳn ra ngay. Đấy, 1.2 triệu anh em. 1.2 triệu giờ, 1.2 triệu 50 chưa ạ? Lên 1.2 triệu 50 không? Đấy, 1.2 triệu. Ui, 1.2 triệu 71 luôn các bạn. Đấy, 256k. Rồi. Giờ thì đừng cái này trước đi anh em. Đừng bên này trước cháu nó này. Đừng công trước đi anh em, còn này mình công trước đi. Công trước đang ngon hơn. Đấy, có 1 mét điểm luôn, đang full luôn. Đừng hết tầm thì thôi anh em. Đấy, lên nhờ 300-400k công anh em, thổi cho nó phê. Ui, nên đừng level 100 không? 495. Lắng nhỉ? Các đừng level 100 anh em. 6. Ui, chưa các bạn, nó đông quá, lắc quá các bạn ơi. 7. Bữa nay mình phải chăm con nạc này anh em. Tới còn nhận được quà của bên nhà phát hành nữa anh em. Tuyệt vời. Mình vừa đang không biết là sắp tới cái quà nhà phát hành tặng cho không biết là cái gì thôi anh em. Đấy, cái đấy mới quan trọng các bạn. Thiếu mấy quyển? 8 quyển nữa à? Đấy, 8 quyển như mình có bạn. Gần được 300 ca công rồi. Cố gắng lên nào. Quyển như mình vẫn đang còn các bạn. Đi lâng luôn. Trong này lâng sapo lên tới tầm luôn. À không, mình hết sách rồi anh em ạ. Buồn thế nhờ. Báu vật. Hợp ra con nào. Đây là cái báu vật gì thì hợp ra. Đây là 3 đầu tào lao gì ra đi. Ây trời ơi. Thằng nào đi vào đậu đôi. Nhận phát anh em. Phát thêm nào. Rồi. Lami vẫn chưa gửi quà thôi anh em. Lami mà gửi quà nữa. Tuyệt vời ông mặt trời rồi anh em. Tưởng sapo đâu rồi. À con này mình vẫn đang mang máu à. Thằng nào công nó chưa pull là phải rồi anh em. Để rồi mình chuyển sang công cho nó hết là được. Thôi cái này từ các bạn. Cầm đồ. Hết lần được rồi anh em. Haki giảm sát thương. Tự động hồi máu à. Haki đổi qua công đi. Tốc độ. Wow. Máu. Cái này là đây tấn công đây anh em. 10% công này.
kích hoạt công coi. Được chiến là xuống tí nghe được 303 ca công. Đấy, 5 triệu rưỡi, xuống mất 500 điểm HP, thế là cũng được anh em. Ngon rồi, ngon rồi. Giờ thì ra trận là anh em. Đi chiến đấu thường chứ anh em này. Bây giờ để cho Sapo vào. Thay vị trí vào anh em Chopper lên đây. Thay cháu bây giờ là Carrot, Moria. Moria đội Chopper luôn anh em. Rồi. Ok, chiến coi anh em. Mấy mất công ăn học đầy đủ. E3 thôi anh em, cứ từ từ rồi lên E4 thôi mà, cứ bình tĩnh các bạn. Không việc gì phải nóng cả. Ui. Đau thế. Ui, đau thật sự anh em, thua rồi, vẫn chưa qua được màn này. Đi chiến trường anh em, đi ra ngoài giao lưu anh em phát đi. Làm gì giao lưu, đi farm bot phát là biết ngay các bạn. Đây. Đang đánh giờ bot Kuma này các bạn này. Đấy. Cứ để nguyên tem này đi. Tem này về có đô phi nữa vẫn là ngon hơn. Rồi. Tấn công phát. Đấy. Tấn công phát anh em. Cứ từ từ rồi mình cũng sẽ bỏ Sanji ra ngoài anh em. Từ từ rồi vứt Sanji ra ngoài thôi. Đấy, giờ chỉ tiếc cái mình đang thiếu đá cường hóa anh em nên là chưa dám làm nhiều. Thì phải bình tĩnh thôi các bạn. Cứ phải từ từ, không nên nóng vội. Giờ thì Om Kuma nào. Mình lại có Carilla. Carilla của mình sắp lên được 10 sao nữa rồi anh em. Đấy, bây giờ tập trung cày cuốc nữa. Con nàng nó sẽ khác hẳn ngay anh em. Cứ từ từ thấy con nàng này nó sẽ lên đời liên tục. Chứ mình đang hóng biết tới Lami bảo tặng cho quà trị giá 5 triệu đồng. Không biết là cái gì anh em. Cứ có xứng đáng với mức mà Lami nói không, 5 triệu đồng đấy anh em. Để sau quà về là mình sẽ sâu cho anh em xem. Hôm nay là mùng 10 đúng không? Mai 11. Có khả năng Manami sẽ bắt vào tối mai hoặc là ngày hôm thứ hai. Đấy, giờ thì đợi thôi. Có gì đấy mình sẽ sâu bạn coi. Quả quà trị giá 5 triệu đồng của nhà phát hành tặng cho anh em, các anh em YouTube. Anh em hơi bị hấp dẫn đấy. Còn đâu anh em thì bên kênh thì mình vẫn đang tặng code cho các bạn nên các bạn không phải buồn. Đấy. Đấy, mình vẫn tặng code cho anh em mà. Bác nào cũng chưa có thì có thể vào tham gia để nhận thêm code nha. Code thì cũng là code tri ân rồi. Cốt sự kiện đấy anh em, đấy, quà đến được 500 kim cương, bộ đồ với cả một ít belly, đấy, xếp các kiểu đâu đấy dành cho mấy bác mà tò mò mấy cốt là cốt gì đấy, có cái cốt anh tinh là thế thôi, đấy, chứ là anh em vui vẻ là chính. Uầy, vẫn là Sanji anh em, cuối cùng vẫn là Sanji đang gây sát thương nhiều nhất. Cố lên nào anh San. Anh San cố lên, hay quá anh San ơi, anh bay mẫu luôn rồi. Trời ơi, cũng chỉ được 119 triệu thôi anh em. À, 199 triệu rồi anh em. Sapo đẩy cũng chưa nhiều bạn ạ. Đấy, Sapo đẩy thì vẫn chưa nhiều. Trời ơi, mỗi lần bay được 1% này thì đâu cũng thua bao nhiêu đâu anh em. Rồi, cứ phải cày cuốc từ từ vậy. Ok, nói chung thì video ngày hôm nay mình xin phép kết thúc thôi. Hẹn gặp mọi người ở clip theo nhé. Cảm ơn anh em đã đâu mình rất nhiều. Các bạn đi qua thì vui lòng để lại cho mình một like và một đăng ký để giúp kênh sớm đạt 4.000 lượt đăng ký nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt. Clip kết thúc ở đây thôi. Bye bye.